lúc này thì hai tài đang tranh nhau xuống đi tập đấu. Đội hình máy cắt của Đậu Hòa thì bắn chính goalie tầm một cách chính. Lúa thì lúa OM18 hiện tại giá bán 6.700 một tí anh em. Cắt máy của Đậu Hòa đang chạy. Đi tốc độ, chuẩn bị thẳng cua qua. Bắt đầu, xuống lên. Một tay. Đội hình của Đậu Hòa chuẩn bị lên pha. Sẽ kéo lên chết. Đi cái đường quá hẹp. Cây này nó thì cây thứ hai. Ở đây thì Đậu Hòa 2 cây 100, cây nào chơi cái bồ cũng nổ kho á. Đó, dữ chưa, máy này chạy tốc độ thì bao phê anh em, đang lên pha. Bữa nay anh em mình giải trí đến kinh Dũng miền Tây mình ha. Ở đây thì 2 cây 100 của Đậu Hòa đang chuẩn bị xuống đồng anh em. Đề quá cao. Máy xuống một cây, còn một cây chưa xuống, chơi cái bô nổ ghê lắm. Dữ chưa. Rồi xuống đồng luôn 2 cây. Rồi tiếp tục cắt 2 cây. Máy này chạy tốc độ hơn máy kia.
Máy này thì bánh chính polytum một tấc chính. Ôi. Cây chụp lẹ kìa, gái quá gái. Nói chung ra máy đổ hoài thì chạy thì bao phê anh em ơi. Quá nổ, phục tốc độ kinh khủng. Trời bữa nay có gió quá gió. Đây đội hình xe kéo của Đỗ Hòa đang xuống gom lúa. Cây chạy bên. Trời đang chuyển mưa quá trời chuyển mưa. Trời ơi chơi nguyên cái bình dầu sao nữa kìa. Lúc này thì hai tài đang tranh nhau xuống đi tốc độ. Đội hình máy cắt của Đỗ Hòa thì bánh chính poly tâm một tắc chính. Kinh khủng à. Máy này thì cắt lúa thì bao phê anh em ơi, lúa sạch do đẹp lắm. Tiếp theo chiếc thứ hai. Lúa này thì lúa OM 18 hiện tại giá bán 6.700-6.800 một ký anh em. Nổ kinh khủng luôn. Lúa này nào ngay cũng có cỏ anh em ơi mà trúng lắm. Trời thứ gì chịu nổi. Hậu này quá dài. Rồi lụm thêm mấy cái bao này mới đi lên. Ba lớp đều do ha. Rồi chuẩn bị leo đây. Thì ở đây đồng này cũng hậu quá dài anh em ơi. Này thì đồng T6 Chi Tôn An Giang. Hiện tại lúc này thì tài này đang chiếm ưu thế hơn. Phanh cua quá ngọt. Trời lúc này đang chuyển mưa anh em ơi. Chuyển mưa đen thì lì luôn à. Mưa độ trên quá mưa. Lúc này tài đi tốc độ. Nói gì máy đổ hoài với máy hên thì chạy thứ gì chịu nổi.
quá xa. Xè xè như động cơ máy bay. Đi tốc độ, chuẩn bị phanh cua qua. Trời trời, xuống mương, xuống mương. Một tài, một tài, một trợ lý tài. Rồi, chiếc này cũng đang đi xuống luôn. Lúc này trời đang chuyển mưa anh em ạ. Quá phượt. Cây này đi xuống tới đây thì cây này đang thành cua qua. Áp cầu cho bộ nổ xe xe như máy bay. Tài đi tốc độ, trời mưa lai ga nhưng mà vẫn cắt được bình thường. Qua cua quá lẹ. Chạy kiểu này thiếu gì chưa nói không? Sao bơi 3.600 vòng trên 1 phút. Bánh chín poly tắc 25 poly tâm. Quá đẹp. Phanh cù quá ngọt. Trời mịt mờ mưa hết anh em ơi. Lúc này trời gió học mưa luôn anh em ạ. Mưa luôn à. Trời mưa quá lớn. Bỏ cù lại ngày mai mới cắt. Bữa nay mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.